Chào các bạn đến với video clip thứ hai của loạt bài hướng dẫn lập trình bằng ô tô AT. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn thế nào là lập trình để ra được cái gì. Ngoài những khái niệm mình đã nêu trong video clip trước, ở dưới đây còn khái niệm khác. Tuy nhiên những thứ này các bạn chỉ cần đọc qua một lần và không cần hiểu. Cái bạn cần hiểu ở bài trước đó là lập trình là gì, khi lập trình người ta sẽ tạo ra cái gì và dùng cái gì để lập trình. Và bài hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn cài những công cụ lập trình, đó là trình soạn thảo. Bài thứ hai đó chính là cài đặt và sử dụng. Thì việc cài đặt AutoIT cũng khá đơn giản, bởi vì thực sự AutoIT là một ngôn ngữ cũng đơn giản, nó nhỏ gọn, không như các ngôn ngữ lớn khác. Các bạn có thể tải AutoIT ở đây hoặc link ở phía trên này. Link này mình được dẫn trực tiếp từ trang chủ của AutoIT tiếng Anh là AutoIT Script. Nó sẽ cho phép bạn tải phiên bản mới nhất về. Ở đây mình cũng sẽ thực hiện lệnh tải. Mình đã gỡ AutoIT trong máy tính của mình để có thể cài bản mới nhất và hướng dẫn các bạn. À, có đây rồi. Bản AutoIT có thể chạy trên Win XP và Win 7, còn Win 8 thì mình vẫn chưa thử. Các nếu các bạn nào đã thử thì cho mình biết nhé. Thì cài đặt cũng giống như cài đặt phần mềm thôi, cứ nét 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 luôn. Ở bước này các bạn nên chọn là Edit Script, bởi vì theo mình biết ở chế độ Run này thì các bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Thực sự là sẽ gặp rất nhiều rắc rối, bởi vì code bạn khi viết ra nếu để chế độ này thì khi kích vào nó sẽ chạy ngay, và nếu như code các bạn không chuẩn hay là có lỗi thì sẽ rất là phiền. Cho nên là tốt nhất bạn chọn chế độ Edit. Edit là sao? Bởi vì khi bạn mở mã nguồn ra, nó sẽ mở trình soạn thảo để sửa chứ không phải để chạy. Tốt nhất là bạn cứ chọn Edit bước này. Nét tất cả, chọn đường dẫn. Bạn có thể để đặt bất kỳ chỗ nào. Thói quen của mình là để trong ổ D. Ok, Soli, bạn có thể không cần quan tâm tới cái này cái lần đầu tiên cài đặt. Ra AutoIT cũng rất ít khi có những update ảnh hưởng tới các phiên bản cũ. Như là bạn đã cài xong. Đó là mình ra thử desktop nhé. Bạn phải chuột New, bạn thấy một cái AutoIT V3 ở đây. Nếu như bạn New mà không thấy AutoIT xuất hiện ở đây, bạn có thể khởi động máy tính lại hoặc là log out user, log in vô lại. Nhưng như vẫn làm tất cả như thế mà vẫn không hiện ra thì bạn có thể vào control panel setting chỗ này, các bạn gỡ AutoIT ra, tắt máy, khởi động lại và cài lại thử. Nếu vẫn không được thì mình bỏ tay. Ok, new. Khi new các bạn sẽ có một file chấm AU3 với tên mặc định là New AutoIT V3 Script. Đã đặt lại này là Hello World. Mình không hiểu tại sao tất cả các ứng dụng đều Hello World khi lần đầu tiên test. PHP cũng vậy, C cũng vậy, Java cũng vậy. AutoIT cũng không ngoại lệ. Ở đây bạn có thể kích đôi vào. Nếu như lúc cài đặt bạn chọn Edit thì kích đôi vào, nó sẽ hiện ra trình soạn thảo cho bạn. Nếu như mà bạn chọn Run, kết đôi vào nó sẽ thực hiện có lệnh. Về cơ bản thì cài AutoIT đến đây là hoàn tất. Để bảo đảm chạy hay không, bạn có thể thử một số lệnh nhỏ. Sandbox trong học. Ok, mình sẽ nói sau học AutoIT. Test.
Ok, vậy là bạn có được một mã nguồn với một lệnh xuất. Bây giờ làm sao chạy? Chạy thì mình xem ở đây. Go, tool, go. Đây, các bạn thấy với đoạn mã như thế này thì khi chạy các bạn sẽ có được cái học thoại như thế này và muốn ok sẽ hết vì sau này không còn gì cả. Có nhiều bạn thắc mắc về vấn đề việt hóa. Chỉ cho một số ngôn ngữ hiện tại việt hóa cũng không được ổn cho lắm, tuy nhiên AutoIT đã chuẩn bị rất kỹ vấn đề này. Bạn thấy ở đây nó ở chỗ không việt hóa được. Để biết để có thể việt hóa được hay không, trước tiên là bạn cần check cái Unikey của bạn, cần bảo đảm là nó là Unicode dựng sẵn kiểu Win tùy bạn chọn bạn mà. Ok, chỉ thế thôi. Vậy là lỗi này không phải do Unikey. Thì các bạn chuyển sang bên này, mình cũng quên mất ở đây trong file encoding các bạn chọn là UTF-8 with bomb hoặc là bit, nhưng mà mình thường chọn là UTF-8 with bomb. Sau đó các bạn học AutoIT hiện tiếng Việt gọi ra như vậy. Và khi chạy các bạn bấm F5 ở đây, thay vì bấm tool đây mất thời gian thì các bạn có thể chạy bấm F5 sẽ thực thi đoạn mã. Để mình xem trong web có hướng dẫn gì khác không. Và phải hết rồi. Thực ra cài cũng khá dễ. Mình xin lưu ý thêm rằng như các bạn thấy ở trên desktop ở đây là không có phần mở rộng AU3 phía sau, bởi vì mình mặc định đã tắt nó đi rồi. Nếu các bạn muốn hiện nó lên thì các bạn có thể vào trong Windows Explorer, bấm Tool Option trong View, bạn cho uncheck cái này, Apply. Lúc đó bạn sẽ thấy phần AU3 mở rộng xuất hiện. Thì đây là lần cuối cùng mà mình hướng dẫn cái vấn đề này. Và sau này tất cả các file các bạn thấy mình sẽ đã ẩn ở dạng AU, bởi vì thực sự mình không thích cái đuôi nó hiện ra chút nào, bởi vì rất là phiền. Để mình hiện nó lại. Ok, bạn đã có được trình soạn thảo, bạn đã thực hiện thành công. Mình xin lưu ý thêm rằng đối với khi nâng cao cài như vậy cũng chưa đủ, bởi vì bạn sẽ cần những cái công cụ khác để hỗ trợ lập trình. Và công cụ đó là gì, mình có thể đây hướng dẫn các bạn cách cài thêm, tức là hướng dẫn các bạn cài thêm một số công cụ cho trình soạn thảo để được AutoIT script. Đây là trang chủ của AutoIT, tức là người đã sáng lập ra AutoIT. Bạn có thể vào trong download current version là công bố ngày 2/8/99 của bản beta. Mình không quan tâm tới cái này. Ok, what? Ok, cái này commit download. Come on. Ok. Đây là bộ, để mình nói lại nhé. Đây là file cài đặt gốc của AutoIT, đây là bộ nâng cấp. Sau khi cài cái này xong, bạn cài tiếp cái bộ này. Run cũng net net đang update. Ok, finish. Để các bạn mở lại đoạn rip vừa rồi để thấy hơi khác một tí. Ở đây mình thấy sẽ rất nhiều công cụ
ở đây. Mình sẽ không hướng dẫn các bạn xài những cái này, vì thực sự ngay bản thân mình cũng không xài hết và thậm chí cũng chả biết chúng nó dùng để làm gì. AutoIT, Lua, nó nâng cấp một số ngôn ngữ khác, tuy nhiên mình không tâm. Ở đây cái quan tâm là sẽ nằm trong đây. Có rất nhiều thứ các bạn có thể muốn vọc ở trong này, tuy nhiên việc mình hướng dẫn các bạn cài ở đây chỉ là không muốn các bạn bỡ ngỡ khi cần đến những bản nâng cấp này, bởi vì trong khoảng 1 hoặc 2 năm đầu mình sử dụng AutoIT, mình hoàn toàn không biết tới những ứng dụng này và chỉ code thuần trên bộ mặc định của AutoIT. Mãi sau này một member trong forum chỉ mình những tool này mình mới biết. Cũng khá nhiều thứ có thể dùng đến ở đây. Tuy nhiên mình sẽ phải hướng dẫn các bạn một thứ trong đó, đó là việc compile. Ở đây có rất nhiều tùy chọn compile, mình không nhớ là trên Windows Bi khác gì ở đây, nhưng ở đây có sự phân biệt giữa x64 và x86. X86 có nghĩa là Windows Bi, x64 có nghĩa là Win 7 RAM 2 bit. Trong này sẽ có một số option các bạn lưu ý, đó là target icon, những cái này các bạn có thể để trống, mà nếu bạn muốn icon khác thì bạn chọn ở đây, chọn ở icon khác. Bộ đất sẽ là phiên bản bao nhiêu, mặc định 88 rồi không cần quan trọng. UPS, cái chỗ này sẽ là cái chỗ định cho trình antivirus có chém chương trình các bạn hay không. Hầu hết các chương trình antivirus sẽ chém chương trình của bạn nếu như các bạn check cái này. Và cái này làm cái gì thì thực sự mình cũng không đủ trình độ để giải thích, nói chung là mình không xài. Bên này là mô tả cho phiên bản của bạn, ví dụ như comment cài đặt, hướng dẫn cài đặt mô tả phiên bản ứng dụng của bạn thì đề nghị là 0.0.0, ok, copy resize ngôn ngữ thì định, ok. Những chỗ này thì có lẽ là trong một video clip khác mình sẽ hướng dẫn kỹ thêm. Bởi vì thực sự là ban đầu thì các bạn cũng không cần quan tâm đến những thứ này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách compile script. Một khi các bạn viết code xong, bạn có thể compile bằng cách là phải chuột compile here. Các bạn sẽ có một chương trình với đuôi là ESE. Đấy đây, application.do.es. Nếu các bạn không thích cái icon này, các bạn có thể chọn một cái icon khác bằng cách là vào trong AutoIT. Không, các bạn vào đây with option, chọn icon ngay chỗ này. Đấy, các bạn chọn icon nào đấy, không biết mình có icon hay không nhỉ. Data email, không có icon rồi. Đợi một tí mình sẽ tìm icon nha. Thực ra mình hướng dẫn các bạn cách tìm icon cho ứng dụng luôn. Bạn vào Google gõ icon chị, chả biết. Đây, này có rất nhiều icon bạn có thể sử dụng cho ứng dụng của bạn. Ví dụ như mình hướng dẫn mà làm ứng dụng tìm kiếm đi, mình sẽ gọi từ icon search ở đây. Các bạn chọn một icon nào đấy, có cái nào Q một tí đây. Trong này nó sẽ có, đây nó sẽ có nhiều định dạng, và định dạng bạn cần chính là định dạng này, download icon sound folder đây. Quay lại với desktop, mình bỏ cái này đi nha. Comply with option, borrow icon, download đây, open icon, combine.
Đấy là ứng dụng bạn tạo ra cũng giống như cái thôi, nhưng sẽ có icon khác. Ok, mình nghĩ như vậy là đủ cho video clip thứ hai. Mình sẽ sớm hoàn thành video clip thứ ba. Chào các bạn.